Xin chào các bạn. Hiện nay thì trên thị trường thì cái dòng nồi chiên không dầu hiện đang rất là hot. Thì mình thấy đa số thì được bán rất hot, nhưng mà cái phần hướng dẫn sử dụng thì nó còn rất là sơ sài, hoặc là cái phần hướng dẫn sử dụng kèm theo của nhà sản xuất thì đôi khi là bằng tiếng Anh hoặc là có anh tiếng Trung, nhưng mà rất ít sản phẩm kèm theo tiếng Việt. Thì hôm nay kinhhome.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chi tiết cái nồi chiên không dầu Philips 9240 HD 9240 ha. Thì mình bắt đầu chi tiết cái phần hướng dẫn sử dụng để bạn xem, để mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Đây thì đa số thì dòng nồi chiên không dầu thì nó chỉ có những cái nút cơ bản như đây, đây là nút nguồn. Thì ở phần bên đây của mình á, là cái phần điều chỉnh nhiệt độ, thì ở đây có nút tăng giảm nhiệt độ ha, tăng giảm nhiệt độ. Còn bên đây là cái phần điều chỉnh thời gian nấu, phần đây là phần nút khởi động để mà bắt đầu nấu nướng hoặc là tạm dừng đó. Và bên đây thì mình sẽ giới thiệu sau, bên đây là cái nút cài đặt chế độ nấu yêu thích của bạn. Thì phần điều chỉnh nhiệt độ ở đây thì tốc độ nhiệt độ maximum của dòng máy HD 9240 này thì maximum là 200 độ C. Và cái nhiệt độ, cái thời gian nấu, thời gian hẹn giờ tối đa của nó là 60 phút. Ví dụ như bạn muốn tăng một cách nhanh chóng thì bạn chỉ cần bấm và giữ cái nút này đè vào, thì bắt đầu nó sẽ chạy nhanh dần lên. Các bạn sẽ không cần bấm nhấp 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 chi cho mỗi tay, đúng không? Ok. Tương tự giảm cũng vậy. Rồi ha. Thì đây là nút nguồn, đây là nút bắt đầu hoặc là bắt dừng chế độ nấu nước. Đây là nút cài đặt chế độ nấu ưa thích. Thì ở đây bạn chỉ cần bật máy lên, bật nút nguồn lên, chọn chế độ, chọn cái mức nhiệt độ mà bạn muốn. Ở đây mình chỉ, ở đây là có 6 cái chế độ nấu món ăn mà phổ biến mà được nhà sản xuất in lên đây, in dập nổi lên đây để cho các bạn có thể tham khảo. Tham khảo ở đây ví dụ như khoai tây chiên thì có nhiệt độ khoảng 200 độ C với chế độ với thời gian nấu là khoảng từ 8 tới 16 phút ha. Đó, bánh nướng bánh thì 180 độ C với thời gian khoảng 15 phút. Thì các bạn có thể tham khảo lên đây, hoặc là các bạn có thể từ đây các bạn tự tạo ra một cái khoảng nhiệt độ và cái thời gian nấu tùy với cái ý bạn, thông qua cái cách cài đặt chế độ nướng ưu thích ở đây. Mình sẽ hướng dẫn sau. Thì khi mà mình mở nút nguồn lên thì ở đây nó sẽ hiện, màn hình sẽ hiển thị lên cái nhiệt độ nấu là 175. Các bạn có thể chỉnh tùy cái mức mà bạn muốn đó, các bạn có thể chỉnh. Sau đó các bạn chọn thời gian nấu 30 phút, hoặc là nếu mà các bạn nào mà không muốn cái thời gian nấu mà các bạn tự canh để mà tắt á, thì các bạn cứ chọn cái đèn nhấn tới khi nó chạy về không luôn, hiển là như không hiển thị nữa. Có nghĩa là tới đó là các bạn có thể tắt máy thủ công, chứ nó không, máy sẽ không tự nhận tay. Hai dấu gạch ngang ở đây nó sẽ không hiện cái gì trên màn hình hết, và cũng không có nút giảm nữa. Đấy. Thì tới lúc này thì các bạn sẽ không có canh thời gian mà các bạn phải tự tắt thủ công ha. Đấy, ví dụ như mình chỉnh 2 phút và thời gian nấu là 100 và nhiệt độ nướng 185 độ. Các bạn cài đặt xong rồi thì bạn chỉ cần bấm nút play thì máy sẽ bắt đầu nướng ha. Và sẽ hiện lên cái phần thời gian tắt của máy. Này bấm dừng. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách cài đặt chế độ nướng yêu thích. Ở đây thì khi bạn khởi động máy lên, các bạn muốn cài đặt chế độ nấu yêu thích, các bạn chỉ cần bấm nút ngôi sao này, nút cái hình ngôi sao này ha. Đây. Thì mặc định á, mình bấm cái này lên á thì cái màn hình nó sẽ hiển thị cái thông số cài đặt là nhiệt, thông số nhiệt độ và cái thời gian nấu trước đó mình đã cài sẵn. Mình chỉ làm ví dụ trước thôi. Thì bây giờ khi mà bạn bấm cái nút này lên sẽ hiển thị 170. Bấm vô nó sẽ hiển thị, nó kêu một tiếng beep và nó hiển thị 170. Rồi bây giờ bắt đầu khi sau bạn bấm nút ngôi sao này, các bạn bắt đầu chọn mức nhiệt độ mà các bạn muốn. Ví dụ như bây giờ mình chọn 185 độ C ha. Sau đó mình chọn thời gian nấu. Đây. 18 phút. Sau khi các bạn chọn xong á, các bạn để ý là nút ngôi sao vẫn đang nhấp nháy nha. Khi mình chọn xong nhiệt độ và thời gian nấu á, mình bấm nút ngôi sao một lần nữa, máy sẽ báo hai tiếng beep beep. Đó, nghĩa là máy đã lưu lại cái thông số cài đặt của mình rồi. Thì lúc này thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm nút bắt đầu thì máy sẽ bắt đầu nấu nướng thôi. Và nó sẽ hiện cái thời gian nấu là 18 phút. Ok ha. Đây, mình ví dụ như nha. Ví dụ như mình cài cái khác đi. Bây giờ mình muốn bật lại cái chế độ nấu nướng mà mình vừa mới cài đặt cho các bạn xem là 185 độ C và 18 phút. Thì bạn chỉ cần bấm nút ngôi sao này, máy sẽ tự động nhảy về 185 độ C. Các bạn muốn xem thời gian nấu chính xác hay không, các bạn chỉ cần bấm vào đây sẽ hiện lên thời gian nấu.
bạn muốn xem là nhiệt độ chỉ cần bấm vào đây. Nói chung là hai cái nút này các bạn cứ bấm bên nào cũng được, nó sẽ không nhảy số ha. Bấm nó sẽ hiện qua mình, nó hiển thị trước. Các bạn muốn điều chỉnh các bạn bấm một lần nữa để mà điều chỉnh cái thông số mà mình muốn. Đó. 185. Ok ha. Nếu như mà các bạn thấy 185 độ C nhưng mà cái 18 phút đó nó làm món ăn nó không có được như ý bạn, các bạn có thể giảm thời gian xuống. Các bạn chỉ cần bấm cái thời gian và 18 phút bạn giảm đi, ví dụ như 15 phút chẳng hạn, và bạn bấm nút ngôi sao, nó sẽ lưu lại. Vậy là nó sẽ chuyển xuống thành nhiệt độ, thời gian nấu là 15 phút, còn nhiệt độ vẫn là 185 độ C. Vậy thôi. Sau đó các bạn chỉ cần bấm nút khởi động là máy sẽ bắt đầu nướng. Rồi, xin cảm ơn các bạn.